Thánh Benedicto. Thánh Benedicto, tổ phụ các dòng tu bên Tây Phương, sinh khoảng năm 480 tại Nursia. Hai nguồn chính về cuộc đời Thánh Benedicto là cuốn Đối thoại của Thánh Gregorio cả và cuốn Quy luật của chính Thánh Nhân. Cuốn Đối thoại thâu thập các phép lạ được coi là do Thánh Nhân thực hiện. Giá trị của các phép lạ này tùy theo thẩm quan và theo cách thức phê phán của mỗi người, nhưng cung ứng cho chúng ta những sự kiện quý giá. Cha mẹ Ngài có lẽ thuộc vào hàng quý tộc ở miền quê. Ngài lớn lên tại gia đình. Năm 14 tuổi, Ngài được gửi tới Roma để bổ túc việc học hành. Các độc giả ngày nay có thể ngạc nhiên khi thấy có chị vú nuôi Cyrilla của Ngài đi theo. Sự suy đồi của Roma làm cho người thiếu niên nhà quê này khiếp sợ. Dầu có vú nuôi đi theo, Thánh Nhân trốn khỏi kinh thành 2 hay 3 năm sau đó. Ngài biết rằng Thiên Chúa muốn gọi mình sống đời tu trì. Cùng với vài người đạo đức, Ngài lưu lại ít lâu ở Enfet, cách Roma 35 dặm. Sau đó một mình lên đường, Ngài tìm sống đời ẩn dật tu trì. Tại Subiaco, Ngài gặp một ẩn sĩ tên là Romano. Vị ẩn sĩ hỏi: "Bạn ơi, bạn đi đâu vậy?" "Tôi trốn thế gian và đi tìm cô tịch." Romano khen ngợi ý định đạo đức của Thánh Nhân, khuyên Ngài hãy kiên trì và ban cho những lời khuyên nhủ quý báu. Thầy cho Ngài một bộ áo nhà tu, là một tấm da cừu, và chỉ cho Ngài một cái hang. Nhận bộ áo nhà tu, Benedicto lần mò tới cái hang ở giữa triền dốc Monte Canvo. Ngài đã giam mình ở đó 3 năm, thinh lặng cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Thực phẩm Ngài dùng là rễ cây và ít mẩu bánh thầy Romano gửi tới bằng một cái thúng cột dây thả xuống. Quỷ dữ tức giận vì các nhân đức của thầy dòng trẻ tuổi. Chúng dùng nhiều trước cám dỗ để lôi kéo Ngài bỏ sa mạc trở về thế gian. Ngài thường làm dấu thánh giá để xua đuổi các cơn cám dỗ. Một lần kia, bị cám dỗ nghịch với đức trong sạch, Ngài liền cởi áo và lăn mình vào bụi gai đến chảy máu. Từ đó, tư tưởng xấu hoàn toàn bị đè nén và không còn khuấy khuất Ngài nữa. Tuy nhiên, các mục đồng đã khám phá ra Ngài và danh thơm nhân đức của Ngài đã lan rộng. Một tu viện gần đó mời Ngài về làm bề trên. Nhưng khi muốn chỉnh đốn những lạm dụng và muốn áp dụng một quy luật, Ngài đã bị một số thầy dòng bực tức, khó chịu. Họ còn đi đến quyết định hãm hại người khác nữa. Đến bữa ăn, Thánh Benedicto làm dấu thánh giá trên chén rượu như thói quen. Chén liền vỡ tan. Ngài nói với họ: "Xin Chúa tha thứ cho các anh. Tại sao các anh làm như vậy? Tôi đã chẳng nói với các anh rằng chúng ta không thể sống chung được với nhau là gì. Vậy các anh hãy đi tìm một bề trên khác hợp ý các anh hơn." Rồi Thánh Nhân tìm lại cô tịch để sống thân mật một mình với Thiên Chúa. Dầu vậy, danh tiếng của Thánh Nhân lan rộng tới Roma. Ngài không thể sống cô độc một mình được nữa. Nhiều người tìm đến xin làm môn đệ Ngài. Tiếp nhận họ, Ngài đã phải thiết lập 12 tu viện nhỏ. Có những gia đình quý phái mang con đến gửi Thánh Nhân. Chúng ta phải kể đến trong số này hai thiếu niên Faside và Maro, là những người sau này đã trở nên các vị thánh. Nhân đức các phép lạ của thầy dòng cao cả này đã gây nên nỗi ghen tức và cả đến việc vu oan nữa. Thánh Gregorio cho chúng ta biết rằng vì bị một linh mục ghen ghét xua đuổi, Benedicto phải rời bỏ Subiaco. Thi sĩ Marco lại nói rằng Ngài đã được Chúa gọi đến Cassino. Dầu sự thực có thế nào đi nữa, thì vào khoảng giữa năm 520 và 530,
Thánh Benedicto cùng với vài người bạn đã rời bỏ Subiaco tới Cassino. Trên núi Cassino có một ngôi đền cổ và một cánh rừng dâng kính thần Apollo. Ngài rao giảng tin mừng cho dân cư vùng này và phá rừng khai hoang. Sau khi triệt hạ ngôi đền cổ, Ngài đã thiết lập hai nhà nguyện kính Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Martino. Đó là nguồn gốc của tu viện nổi danh Monte Cassino. Thánh Benedicto đã sống tại đây cho đến hết đời. Cũng tại đây, Ngài đã trước tác một bộ luật sòng ảnh hưởng rất lớn trong đời sống tu trì của giáo hội. Theo luật sống này, một ngày của tu sĩ được phân phối cho ba hoạt động chính là cầu nguyện, học hành và lao động. Mọi hoạt động của thánh nhân đều nhằm thi ân. Người ta còn kể lại nhiều phép lạ Ngài đã thực hiện, chẳng hạn như Ngài chữa cho nhiều người phong hồi, trừ quỷ và làm cho nhiều người chết sống lại. Ngài còn được ơn thấu suốt bí mật tâm hồn và bí mật về tương lai. Chúng ta ghi lại giai thoại về cuộc tiếp xúc giữa thánh nhân với vua Totila. Nhà vua muốn kiểm chứng tin đồn rằng thánh nhân biết được những điều bí mật. Ông cho biết mình sẽ đến thăm thánh nhân, nhưng thay vì đích thân đến, ông lại sai một viên chức tên là Rigon, ăn mặc như nhà vua và có đoàn tùy tùng đông đảo. Thánh nhân vẫn ngồi khi thấy ông tới và nói với ông: "Con ơi, cởi áo ra đi, nó không phải là của con." Đến lượt Totila, ông đến thăm người của Chúa. Ông quỳ mọp dưới chân thánh nhân, nhưng đã ngạc nhiên khi Ngài nói: "Hãy giảm bớt những bất công đi, bởi vì ông đã gây quá nhiều sự dữ." Ông sẽ tiến vào Roma, cai trị trong 9 năm. Năm thứ 10, ông sẽ từ trần. Lời tiên báo của thánh nhân đã được thể hiện đầy đủ. Ngài còn cho biết rằng tu viện Monte Cassino sẽ bị tàn phá. Lời tiên báo này cũng đã xảy ra. Năm 590, tu viện bị người Combade cướp phá. Năm 1943, bọn đồng minh tàn phá dữ dội tu viện. Thánh nhân tiếp tục làm nhiều phép lạ do lòng bác ái thúc đẩy. Vào cuối đời, Ngài được thị kiến, thấy địa cầu chói sáng và linh hồn của Thánh Gê-man được các thiên thần đưa về trời. Ngài cũng cho thấy linh hồn của em mình là thánh nữ Scholastica về trời như vậy. 40 ngày sau cái chết của người em gái, thánh nhân cho biết về cái chết của mình. Sau khi đào mộ cho mình, thứ Bảy ngày 21 tháng 3 năm 543, Ngài từ trần như lời loan báo trước.